2021. Nhiều quốc gia trên thế giới đang trao đảo vì cơn sóng thần dịch bệnh. Khủng hoảng y tế cùng với nhiều... Một năm đã cướp đi mạng sống và thử thách lòng tin của tất cả mọi người. Sẽ không là biến thể cuối cùng. Nếu như virus biến khó lường của dịch bệnh, Bộ Y tế đã quyết định thành lập bệnh viện. Một năm thật nhiều mất mát. Số người mắc mới trong nước ngày hôm nay ghi nhận 7.618 ca. 8 trường hợp tiên lượng nặng và rất nặng. Đặc biệt có 26 người phải thở máy xâm nhập. Khi đó thì ngày 29 tháng 7 năm 2021 thì Bộ Y tế cũng đã ban hành quyết định số 3616 để thành lập 12 các cái trung tâm y tế về tập trung và cấp cứu chuyên sâu ở khu vực vùng, đặc biệt là cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Mình bước vào Sài Gòn, chân vào Sài Gòn là đúng ngày mà Sài Gòn phong tỏa toàn thành phố. Cái cảm giác của đó nó lạ lùng, dễ sợ lắm. Những câu chuyện mình không thể tưởng tượng được. Khi mà chúng tôi đến đây thì đây là một cái phân xưởng đóng tàu và đã được triển khai thay đổi trở thành một cái khu để thu dung người bệnh với các cái phòng đã được chia rất là rõ ràng. Tuy nhiên khi mà chúng tôi khảo sát thì thấy là nó không phù hợp để có thể đưa bệnh nhân hồi sức vào trong để điều trị. Chúng tôi đã quyết định để thay đổi công năng và chúng tôi đã phải làm việc ngày đêm cùng với các đơn vị thi công để triển khai trong thời gian hơn một tuần để đưa cái trung tâm vào hoạt động. Có rất nhiều khó khăn. Khó khăn thứ nhất là lần đầu tiên chúng tôi xây dựng và vận hành một cái trung tâm hồi sức tích cực và điều trị bệnh truyền nhiễm. Nó khác với chuyên ngành mà chúng tôi được đào tạo ở tại Bệnh viện Việt Đức, bởi vì Bệnh viện Việt Đức là bệnh viện ngoại khoa. Cái thứ hai nữa là điều kiện xây dựng bệnh viện rất là nhanh, thần tốc. Nó không thể đảm bảo đòi hỏi được sự hoàn hảo của một vận hành một bệnh viện. Cái thứ ba là bản thân nhân viên cũng chưa quen được với cái làm việc, cung cách làm việc cũng như là cái đồ bảo hộ nó rất khắc nghiệt trong cái quá trình làm việc tại trung tâm hồi sức tích cực. Và đôi khi cái vấn đề sức khỏe cũng không thể vượt qua được. Có những bạn trong những giai đoạn đầu, bây giờ thì thời tiết nó mát hơn, giai đoạn đầu thì một ngày 5 đến 10 bạn ngất ở trong phòng là chuyện bình thường. Bắt tay vào xây dựng và hoàn thiện cái quy trình cho bệnh viện ấy, là mỗi người đều phải hoạt động đến 300% công suất. Thực sự là rất là căng thẳng, rất là áp lực và mệt mỏi. Áp lực lớn nhất ở đây thì đối với cả bác sĩ và cả điều dưỡng, theo tôi nghĩ đó là cái mà không thể cứu được bệnh nhân, ở những bệnh nhân nặng, và bất lực khi mà nhìn họ ra đi. Nó có những ảnh hưởng nhất định đối với thầy thuốc, nhưng mà đối với ban giám đốc trung tâm cũng như là lãnh đạo các bệnh viện thì luôn luôn động viên, quan tâm và lấy đó làm cái sức mạnh để chúng ta còn cố gắng để tiếp tục cứu các cái bệnh nhân khác vượt qua cái giai đoạn nguy kịch và quay trở lại cuộc sống bình thường. Bệnh nhân trẻ nhất là trong tuổi trực của mình là sinh năm 91, thì khi mà đến đầu tua thì bệnh nhân đã bắt đầu khó thở, cũng dùng đủ mọi cách để mà cung cấp oxy để mà hỗ trợ cho bệnh nhân. Sau đó thì bệnh nhân không đáp ứng thì tiên lượng là phải đặt nội khí quản để thở máy. Thì trước khi mà đặt nội khí quản thì cũng gọi điện về cho hỏi bệnh nhân là anh có liên lạc người nhà không, gọi điện cho bố bệnh nhân bằng điện thoại di động của bệnh nhân. Thế thì mở điện thoại thì thấy có ảnh vợ với cả con nhỏ này. Con bệnh nhân thì chỉ tầm 2 tuổi, cũng cỡ con mình. Thì bố bệnh nhân thì rất là bình tĩnh, thế nhưng mà sau đấy thì cũng giải thích về tình trạng nặng và cái nguy cơ khi mà diễn biến tiếp theo. Thế sau đấy thì bệnh nhân rất là kiên cường, hoàn toàn bình tĩnh để cho chúng tôi làm thủ thuật. Nhưng mà sau đấy thì cũng bàn giao các bác sĩ sau là bệnh nhân rất là trẻ, hoàn cảnh gia đình thì như thế, cho nên là cố gắng dồn hết tâm sức mà cứu. Thế nhưng mà sau đấy thì sau khoảng 10 ngày bệnh nhân cũng không qua được, thì mình cũng dõi theo bệnh nhân từng ngày, và đến khi bệnh nhân không qua được thấy rất là buồn. Mà đến bây giờ vẫn ám ảnh cái phút đấy. Lúc này thì khoảng 5 giờ sáng thì tất cả anh em từ điều dưỡng tới bác sĩ đều rất là mệt mỏi, thậm chí có nhiều anh chị điều dưỡng thì lúc này là đã gục, cũng chợp mắt tạm trên ghế. Bác sĩ thì vẫn phải đi rảo các bệnh phòng để kiểm tra là những bệnh nhân nặng của mình. Có nhiều tình huống mà trở bệnh, đặc biệt là khoảng thời gian từ khoảng 4 giờ sáng tới khoảng 6 giờ sáng, là nhất là thời gian này bệnh rất là dễ trở. Có thể là bệnh nhân kích thích lên rồi đàm rất nhiều, tắc nội khí quản, mà có thể mình nhân viên y tế hay đuối quá có thể xử trí không kịp. Bởi vậy bác sĩ vẫn luôn phải đi rảo hết, đặc biệt là thời gian này, để mà đảm bảo không hạn chế những điều không may xảy ra. Lúc mà bệnh nhân mà Covid quá nhiều ở tỉnh, lúc mà nó gộ lên đó thì chúng ta không còn tính cái ngày giờ, cũng không có cái ngày thứ Bảy và Chủ nhật nữa. Do đó thì chúng ta cứ lao vào, chúng là làm luôn. Do đó tôi thấy, thí dụ giả sử như cái chỗ, cái phòng xét nghiệm sinh hóa làm cái PCR hay đó, hình như là 2 tháng là cái đèn nó không bao giờ tắt ban đêm, làm suốt luôn. Do đó anh em người ta rất là vì công việc người ta làm, chứ không có nhằm cái mục đích gì khác hết. Mà tôi cũng rất là tâm đắc một điều, có một số lúc mà nó quá nhiều bệnh nhân rồi, mà toàn là bệnh nhân nặng, anh em chăm sóc rất là cực. Đa phần là anh em là nhắn tin như tôi, nói thôi bây giờ xin làm ở trong đó luôn, và kể cả cho vợ vô làm luôn, để làm sao mà cứu sống bệnh nhân. Thì chúng ta thấy nếu mà ở Việt Nam mình đó, nếu mà vì một cái mục đích cao cả, người ta không nghĩ tới vấn đề mà tiền lương hay là vấn đề gì hết, người ta chỉ lao vào ta cứu sống bệnh nhân là trước hết. Mình đã thoát trên người bị ánh sáng rồi, cái nghề nghiệp của mình rồi, thì chúng ta cứu cống hiến hết mức thì cứu được mọi người và phúc đẳng hàng xa. Thì sau đó thì chúng ta sẽ có những cái thành công sau này. Chúng tôi rất là thích dùng 3 cái chữ đồng. Với các bạn trẻ ở đây chúng tôi dùng chữ đồng nghiệp, nhưng mà trong cái tình cảnh như thế này, trong cái hoàn cảnh như thế này, chúng tôi gọi là đồng đội. Và cái tình đồng nghiệp, đồng đội đó điều hướng về một cái chữ đồng khác, đó là đồng bào. Chúng ta làm tất cả cũng vì đồng bào, từ một cái bọc của mẹ Âu Cơ để ra thôi. Không có lý do gì để mà chúng tôi buông tay, bởi vì là cùng là đồng bào, cùng là người dân, cho nên là chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức. Dù có 1% tia hy vọng thôi cũng sẽ phải cố gắng hết sức trong cái khả năng của mình. Làm được gì cho người bệnh chúng ta sẽ làm, và đó là một trong những cái động lực khiến cho chúng tôi làm việc. Thì đầu tiên hai vợ chồng cũng về nhà, khi nhận thông tin hai vợ chồng cũng thống nhất với nhau đó là xung phong đi. Thì sau khi đi xong thì mình thấy rằng đây là một cái quyết định đúng đắn. Thứ nhất là khi vào đây thì mình thấy là mình biết nhiều thứ hơn khi mà nhà. Cái thứ hai nữa là đây là cũng là cái trách nhiệm, là nghĩa vụ của những chiến sĩ áo trắng cần phải làm đối với công việc của mình, cũng như là cái mình cũng muốn cống hiến một chút cái nhiệt huyết của tuổi trẻ, để làm sao mà mong rằng là không chỉ Long An nói riêng, cũng như toàn đất nước Việt Nam nói chung, thì cái dịch bệnh nó đẩy lùi sớm nhất có thể. Alo, con chào mẹ. Con chào chưa con? Con vừa về, chuẩn bị ăn mẹ. Ở nhà là con ăn uống đầy đủ. Thế để hỏi mà xem hai con trong đấy ăn uống thế nào, ăn con được không? Thức ăn nấu nướng có hợp khẩu vị không? Trời mẹ yên tâm. Yên tâm ở trong này là nấu theo khẩu vị của mình mà. Nên là ăn uống cũng dễ lắm. Thế rồi thì thôi cố gắng là giữ gìn sức khỏe cho nó tốt nha. Dạ vâng ạ. Vâng. Bố mẹ yên tâm. Ở nhà ông bà với tất cả mọi người yên tâm. Trong này thứ nhất là mình có kiến thức rồi, và đây là áp dụng thôi. Thứ hai nữa là đồ bảo hộ trong này đảm bảo lắm. Thức ăn ăn uống thì đảm bảo hết, như thế thì cả nhà mọi người cứ yên tâm, không vấn đề gì cả, không phải lo lắng gì cả nha. Hết dịch vợ chồng con về. Hết dịch hai vợ chồng về nha. Lúc đấy phải làm một bữa linh đình ấy. Dạ vâng. Con chào mẹ, con chào cả nhà nhé. Con chào nhà. Dạ. Phải nói rằng á, nếu mà sau cái đợt dịch này thì cái ngành y tế Đồng Nai của chúng tôi nó phát triển chắc là nhanh hơn, chắc khoảng 5 năm nếu mà chúng tôi cứ để bình thường trong thời gian rất là ngắn. Thứ nhất là trang thiết bị chúng tôi được tăng cường rất nhiều, nhưng mà đặc biệt khi mà các đội ngũ như Bạch Mai hay là bệnh viện Phổi Giao thì cái năng lực chuyên môn các tiếng của tôi tăng rất là nhanh. Tôi nghĩ rằng sau cái đại dịch này thì cái ngành y tế Đồng Nai sẽ có bước tiến rõ rệt. Phải nói là chưa có bao giờ chúng ta đã tập trung một cái nguồn nhân lực về hồi sức tích cực lớn mạnh như là giai đoạn này. Bên cạnh đó, các cái trang thiết bị hiện đại nhất, các loại thuốc tốt nhất và đặc biệt là các vật tư y tế cũng đã được chuẩn bị đầy đủ để chúng ta có thể triển khai một cách thành công 12 trung tâm hồi sức tích cực. Và phải nói đây là những cái quả đấm thép trong cái cuộc chiến của chúng ta phòng chống Covid-19. Các cái đơn vị trong ngành y tế, các bệnh viện lớn của Trung ương từ Hà Nội vào cùng với anh chị em của thành phố. Những hình ảnh đó đã in đậm trong cái trái tim của mọi người. Họ là những người lính bất tử. Đảng bộ và nhân dân thành phố cũng như cá nhân tôi luôn khắc ghi, tri ân những tình cảm cao quý đấy, tri ân sự hy sinh vô bờ bến của anh chị em ngành y tế trong biến cố lịch sử này. Tất nhiên vẫn có những niềm vui, đặc biệt là lúc mà làm hồ sơ ra viện. Cái chỗ bộ mình á, thỉnh thoảng mình nếu như có được một hồ sơ ra viện là ai cũng dành làm hết, bởi vì làm hồ sơ ra viện rất là vui luôn. Và sau đó mỗi lần mình đi qua dặn dò bệnh nhân nói là hôm nay cô được ra viện rồi, mọi người cũng rất là cảm ơn. Đó là những ánh mắt lấp lánh. Mình thấy giống như mình được tiêm đốt đinh tinh thần, giống như thầy Khôi nói luôn là có những cái điều đốt đinh tinh thần. Em như được tới thêm lần thứ hai rồi. Em cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Hôm nay là được xuất viện. Dạ. Em rất là vui. Dạ. Xin cảm ơn tất cả bác sĩ điều dưỡng ở bệnh viện. Dạ. Cũng thay mặt gia đình. Rồi cảm ơn đội ngũ y bác sĩ ở đây đã tận tình gia đình của tôi. Em chào chị Giang, dạ em là phụ nhân công tác xã hội chị. Thì hôm nay em sẽ kết nối cho chị được gặp chồng chị với con chị. Các chị ha. Dạ đây em bé đây. Ôi. Bé chào mẹ đi con. Em bé đang mặc đồ. Nghe tay chào mẹ chị á. Chào mẹ chị ép không? Tay đang ngáp kìa. Dạ mẹ đang cố để cả hai mẹ con cùng cố để được về với nhau. Tên ở nhà là Mon nha. Tại cái ngày đó Mon, dạ không Doremon đó bác sĩ. Ba có nói gì không kìa? Ba mẹ nói gì con đi. Hai mẹ con cố lên nha. Con ơi cố lên. Dạ, em mong ba người ngồi chung với nhau chứ không phải qua màn hình thế này nữa. Con ơi, mẹ rất là yêu con và mẹ mong là mẹ và con cùng khỏe nhanh để được đoàn tụ với nhau. Mẹ thương con có hay thay mặt cho ngành y tế, chúng tôi đánh giá rất là cao lòng quả cảm, sự hy sinh và làm việc quên mình, cũng như là một cái tấm lòng của người thầy thuốc đối với người bệnh và đối với tất cả những cái người dân của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam của cái đội ngũ y tế chúng ta đã cử vào. Và khi chúng ta về, chúng ta luôn luôn có một cái tình cảm đối với thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh phía Nam, và luôn luôn chúng ta phải đề cao những cái cảnh giác và sẵn sàng nhận cái nhiệm vụ lên đường nếu như thấy là cái tình hình nó có thể tiếp tục diễn biến phức tạp.